mọi người biết cái nết hai mẹ con bên kia rồi đó. Ni là Ni không có nói tên, tại vì Ni biết rất là nham hiểm, nói tên ra là nó kiếm chuyện với Ni, và Ni cần cẩn trọng những cái lời nói của mình khi phát ngôn trên livestream cũng như tất cả các nền tảng mạng xã hội. Nếu mà Ni lên đi nói một phát mà lỡ coi như là sơ hở một phát là tự Ni hại bản thân Ni chứ không ai hại hết. Đó, tự cái miệng Ni hại Ni thôi. Cho nên Ni phải nói là Ni phải, tất nhiên là Ni phải tiết chế nè, rồi cần phải cẩn trọng từng lời từng chữ nữa. Nhưng mọi người nói thì không được. Mọi người biết rồi, như vừa rồi á, là thứ nhất thì mọi người cũng biết cái nết hai mẹ con rồi đúng không? Ở trên Thủ Đức á, Ni có tới trễ thì lúc đó chỉ có một mình mẹ thôi, chứ con là đi qua bên kia rồi. Mọi người biết vẫn cái nết nó không? Vẫn cái thái độ. Loan thì nó không có nói rồi. Nó cầm cái máy ra vậy nè mọi người. Cái sắc mặt á rất là ác nha, cái sắc mặt ra này nè. Ni tả cho mọi người để mọi người hiểu là tại sao Ni phải cận kề Loan, mặc dù có thể là mọi người quan không quan trọng vấn đề là trời ơi bây giờ chỉ có Ni được rồi, chỉ có luật sư được rồi, đâu cần đồng đội, đâu cần những anh chị em mà gì tim yêu thương mà đến để làm gì, không đến để khích lệ tinh thần nha. Chứ Ni thấy nha, đó dù có mẹ có con, một mình mẹ cũng vậy nè, vô này cầm cái máy là mọi người biết không, có cơ quan chức năng đi ngang qua mặt Loan á, cái mặt cái sắc mặt vậy nè, tưởng dễ ăn hả đó, mọi người thấy không? Cái nốt như vậy đó thì Ni lúc nào Ni cũng phải cận kề nó, thì mọi người biết rồi. Ni Ni là Ni, có nghĩa là Loan thì nó không đáp trả, nó lên nó cứ nó cười không cho nó biết nói làm gì giờ. Nghe chị Ni tâm sự thấy thương chị Ni dã man luôn á mọi người. Tại vì biết làm sao không, lợi lộc thì chưa thấy gì đó, lợi lộc thì chưa thấy đâu hết trơn á, nhưng mà cái nguy cơ mà để bị thế này thế kia là rất là cao. Cho nên là cái bà hoa hậu Củ Chi á, bà kêu là tới chị Ni tới á, lại lợi lộc gì đó, vì có mục đích mục ơ đó, thì thật sự mình nói là mục đích thì chưa có thấy, lợi lộc thì chưa có thấy, nhưng mà thấy cái khả năng cao là mình có thể vướng vào những cái rắc rối là thấy có rồi đó. Cho nên rất là thương cho chị Ni. Người ta đã hy sinh cho cái coi như là cuộc sống riêng tư của người ta luôn đó, để mà đi đi lo cho chị Hồng Loan, để bảo vệ cái công lý, bảo vệ cái yếu, thì có mấy ai ghi nhận. Mà bây giờ hả, liên tục nói chị Ni thế này thế kia, rồi đến khi cộng đồng mạng người ta thương cho chị Ni quá đó, người ta lên tiếng, người ta bảo vệ, thì cái những cái người đó đó mới kêu là hễ ai mà đụng vô chị Ni á là bắt đầu hả, tụi mình cộng đồng mạng đó hả, là nói này nói kia, thì người ta nói là đúng rồi. Chứ người ta thấy một cái người mà trời ơi hả, mà hết lòng hết sức như vậy, không có thấy lợi lộc lợi ơ gì hết trơn á, mà thấy bị hy sinh quá trời, thì người ta phải bảo vệ để khích lệ tinh thần chứ. Chứ bây giờ mà cộng đồng mạng mà không lên tiếng ủng hộ nữa, thì làm sao chị Ni có đủ cái dũng khí, có đủ cái động lực để mà đi tiếp, đúng không? Cho nên là phải nhận được sự yêu quý ủng hộ từ cộng đồng mạng, nó mới 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 có những cái động lực để chị ấy vượt qua, đúng không? Còn nói về cái mẹ con của cái chị Ve đó, thì trời ơi là trời, nghe chị Ni kể cái hả, thấy hớt hèm, thấy cái cô Sáu đó sao mà cái tính gì đâu mà quá trời quá đất gì hả. Bởi vì cho nên là có nhiều người kêu là sao mấy cái anh chị ở trong cái nhóm mà vì yêu mà đến đó, tới làm chi đồ này nọ rồi đó, tới chứ để Hồng Loan một mình đó, thì làm sao mà chống chọi lại, đúng không mọi người? À, Hồng Loan quá hiền, trong khi là cái bà kia thì trời ơi nhìn rất là ấy luôn như vậy đó. Mà nếu như để một mình thì làm sao được. Cho nên là chị Ni nè, những cái anh chị khác nè, ví dụ như là anh Nguyên Vũ nè, rồi Linh Tý nè, Bích Trâm nè, rồi anh Sang rồi đó, là người ta phải cận kề như vậy đó, để mà người ta coi như là đứng ra bảo vệ đâu này nọ đâu, lỡ có vấn đề gì là người ta nhảy vô người ta nói rồi. Chứ nếu như mà Hồng Loan có một mình rồi, hiền quá rồi, không biết nói rồi sao, đúng không mọi người? Cho nên là phải có những cái anh chị đó nha. Trời ơi, nghe mà nói tới cái vụ mà cô Sáu nói hả, đừng có đắc ý đâu, mà nghe thấy hết hồn chưa, nghe hết hồn chưa. Rồi bây giờ hả, là chuẩn bị tới cái ngày thẩm định nha. Bây giờ là tới cái ngày thẩm định, ngày 5 tháng 12 đó, tới cái ngày thẩm định đó, thì cô chú anh chị hả, nhớ bữa ai mà rảnh rảnh đó thì nhớ tới nha, nhớ tới để mà ủng hộ tinh thần cho chị Hồng Loan nha. Và mọi người tới thì mọi người đừng có đi xe nha mọi người, tại vì nếu như mà đi xe mà đông quá đó, không có chỗ để đó, thì nó bị chiếm lấn, chiếm lòng lề đường rồi đó, thì nhiều khi công an họ nhắc nhở đó, cho nên là mọi người có thể là đi Grab tới.
Ai mà đi Grab được thì đi Grab tới, còn ai mà đi xe thì kiếm chỗ đậu rồi nha. Cái ngày 5 tháng 12 vào ngày thứ ba đó, mọi người tới ủng hộ cho Hồng Loan nha mọi người nha, thẩm định đó. Và hy vọng cái ngày đó là cái ngày thẩm định cuối cùng để mà dọn đồ đạc của cô Sáu với Hồng Dê đó ra khỏi cái nhà đó đi, để mà không có liên quan liên ơ gì hết trơn đó nha mọi người nha. Mọi người ơi hãy ủng hộ lên đi, nghe chị Ni nói mà thấy thương chị Ni giả man luôn á. Trời ơi là trời hả, coi như là cuộc sống riêng tư chồng con đồ này nọ là coi như là đã coi như là đã không màng tới luôn, không màng tới để mà tại vì đã theo thì theo đến cùng đúng không mọi người, chứ bây giờ nếu như mà đã theo mà bỏ người ta giữa đường như vậy thì đâu có được đúng không. Người ta nói là cái gì á, tiễn thỉnh Phật hay tiễn Phật gì đó phải tới Tây Kinh Tây Thiên gì đó, nói chung là cái câu đó lâu quá không sử dụng nên không có nhớ rõ đó, là làm nói chung làm cái gì là phải làm tới cùng đúng không. Thì bây giờ là đã gần tới cái nút rút rồi, mà bây giờ là rời đi đâu nữa, và bây giờ là gần tới cái nút rút rồi, cho nên là cái bên Ge đó họ đang ghe cố gắng, họ đang cố gắng làm cho chị Ni buồn rồi này nọ đó, có thể rời đi đó, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được mục đích nha. Cho nên là chị Ni ơi hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên, đừng có quan tâm những cái lời của những cái dê rồi này nọ rồi nha, cứ cố gắng ủng hộ Hồng Loan tới cùng đi chị, và mọi người sẽ yêu thương ủng hộ chị. Em biết rằng hiện tại chị đang có rất là nhiều áp lực, cũng rất là nhiều cái sự buồn, cũng buồn cũng tủi chứ, cũng tủi thân chứ, tại vì nhiều khi mình làm như vậy mình làm gì cái gì mình làm mà mình bị nói này nói kia mang tiếng, mà trong khi mà mình cũng chưa được một cái gì hết trơn mà mình cứ bị như vậy đúng không chị Ni. Cho nên là chị Ni cố lên, cố gắng lên, không sao hết, cái miệng đời mà mình đừng có quan tâm ha. Tụi em vẫn âm thầm ủng hộ chị cứ cố lên, và em biết rằng chắc chắn sẽ có một ngày chị cũng sẽ rời đi chứ không thể nào ở bên cạnh được đúng không. Chắc chắn sẽ có một ngày chị sẽ rời đi, nhưng mà em biết rằng chị chỉ rời đi khi mà chị thấy mọi thứ đã ok hết rồi, đã thành công hết rồi, đã rực rỡ rồi, đã an toàn rồi, đã im đẹp rồi thì chị mới rời đi đúng không. Em biết rằng chị cũng trông chờ cho một cái ngày nào đó nó xong xuôi để chị có thể yên tâm mà chị đi, để không còn mệt mỏi, không còn những cái áp lực, không còn những cái lời nói mà thế này thế kia nữa đúng không chị Ni. Cho nên là chị cứ cứ vững tin đi chị, vững tin và cứ vui vẻ đi, tại vì mình làm một cái điều tốt đó, thì mình cũng không cần thiết phải 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 giải thích cho ai hết á, miễn sao mà người nào họ có đủ trình độ á, có đủ trình độ, có đủ cái tầm nhìn, có đủ cái sự mà hiểu biết á, thì họ sẽ rất là thương và ủng hộ chị. Còn những cái người mà nói chị á, giống như cái chế mà hoa hậu đó, cái chế hoa hậu ở Củ Chi á, cái chế hoa hậu 7 màu đó, thì có thể là cái chế đó, cái trình độ, cái tư duy của chế đó quá thấp cho nên không có nhìn thấy được những gì mà chị Ni làm ha. Cho nên chị Ni đừng có phải buồn buồn phiền gì hết nha, cứ yên tâm, cứ yên tâm ở bên cạnh Hồng Loan, lo cho Hồng Loan nha chị yêu nha. Chúc chị Ni có thật là nhiều sức khỏe nè, đừng có phải suy nghĩ nhiều, mình cứ vui vẻ đi chị, cứ vui vẻ bình thường, đừng có quan tâm những cái con dê đó làm gì hết. Và chỉ cảnh chúc cho chị Ni và Hồng Loan sẽ thắng nha, sẽ thắng và có một cái kết rất là mãn 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 nguyện luôn á, có một cái kết rất là êm đẹp, có một cái kết tốt đẹp, để mà tất cả những cái gì thuộc về Hồng Loan thì sẽ thuộc về Hồng Loan. Chúc cho chị đây giữ vững sức khỏe, giữ vững tinh thần, giữ vững niềm tin để ở bên cạnh Hồng Loan và giúp cho chị Hồng Loan vượt qua những cái giông tố, và em tin rằng sau cái vụ này rồi thì Hồng Loan sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều, bởi vì Hồng Loan được ở bên cạnh chị, được học hỏi từ chị, tại vì chị là một cái người cũng đã trải qua rất là nhiều cái va vấp trong cuộc đời rồi đúng không, và chị là một cái người từng trải, thì em nghĩ rằng chị có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm đó cho Hồng Loan. Và bây giờ thì Hồng Loan cũng đã khá dạn dĩ rồi, cũng kiểu cũng biết cũng cũng đã giỏi lên nhiều rồi đó chị ha. Cho nên là mọi người rất là cảm ơn chị Ni ha, cho nên chị Ni hãy cố lên.